Vào tối ngày 18 vừa qua, Binance vừa đưa thông báo listing token Banana King. Có lẽ đối với những anh em đi trên Index thì đây không còn là một cái tên xa lạ. Tuy nhiên, đây vẫn là một dự án không quá nhiều người biết đến bởi vì ngách user là không dành cho số đông. Hiểu đơn giản thì Banana King là một dự án trading bot được tích hợp hẳn vào trong Terra với mục đích phục vụ cho việc mua bán token cũng như là việc dành slot mua sớm các token vừa mới launch trên Index hay còn gọi là SNIP. Thì đây chính là tính năng nổi bật nhất của Banana King khi giúp các bạn chuyên chân vào việc mua token khi vừa mới launch trên sàn với vị thế cực kỳ đẹp trước cả khi giá vừa bùng. Ngoài ra, Telegram bot của Paragon còn xây dựng giao diện công cụ để quản lý danh mục ngay trên Telegram, mua bán theo thời gian thật ngay trên Dex và các tính năng như anti-rug và Baptist. Sàn Dex là một mảnh đất màu mỡ để kiếm lợi nhuận to lớn. Tuy nhiên, đây cũng là thế giới tự do tự tại của các dev với các dòng code của mình. Thế nên, việc thực hiện mua bán trên Dex cần trang bị các kiến thức như là check contract, check pool để tránh việc bị scam hay là bị rug pool. Thì với tính năng anti-rug của Paragon có thể giúp người dùng tự động bán token của mình khi phát hiện những dấu hiệu bất thường của token đó. Thì Telegram bot của Binance đã tinh giản mọi thứ để bảo vệ người dùng, giúp họ tiếp cận gần hơn với thế giới Dex cùng với mini app tích hợp hẳn cho Telegram user cho việc kiếm dự án và sau đó thực hiện các lệnh mua bán. Ra để mà nói thì các Telegram bot đã có mặt từ lâu, tuy nhiên với những năm gần đây cùng với lượng user tham gia vào crypto càng ngày càng nhiều cũng như là nhu cầu sử dụng Dex tăng cao, đặc biệt với việc chơi hệ meme từ hai hệ đó là Solana và Ethereum tăng mạnh khiến cho các dự án trading bot trên Telegram mới bùng nổ, đặc biệt là từ tháng 8 năm 2023 với kẻ dẫn đầu là Unibot, một bot Telegram khác. Tuy nhiên, sau khi dính về nhiều vụ phích và việc hack vào chính ví user của mình thì dự án gần như bây giờ đã lùi tàn với việc token đã chia gần hơn 20 lần từ đỉnh. Còn về phía Bananabot, hành trình từ một kẻ đi sau hai trend khi mà vừa ra mắt thì còn bị đem ra so sánh với Unibot đến thành một kẻ dẫn đầu listing Binance trong lĩnh vực của mình. Thì việc listing Binance này cho thấy cái tiềm lực của dự án rất là lớn khi đây là một dự án xuất phát từ Dex và không hề có backer hay là investor cũng như là thông tin về đội ngũ. Thì trên X, dự án Bananagon nhận được sự ủng hộ của cộng đồng rất là lớn bởi vì bút hiểu lâu cái cách làm việc của team Unibot đã khiến cho cộng đồng mất niềm tin và nhận thấy cơ hội đó. Một lượng lớn user đã bị thu hút bởi chính cách làm việc cũng như là sản phẩm của team Paragon. Token Paragon sẽ được sử dụng để trả thưởng cho staking cũng như là trader sử dụng sàn. Ngoài ra, dự án còn có kế hoạch chia sẻ doanh thu lên tới 40% dành cho holder token Banana. Thì theo mình, đây là một cái incentive rất lớn của dự án để giữ chân cho holder nắm giữ cái token của mình và đồng hành cùng dự án trong lâu dài. Hiện tại thì giá Banana sau khi listing Binance đã lên rất cao so với Dex, gần như là x100 lần so với giá pre-sale và x10 so với đáy. Thì Binance hiện tại đang có mức market cap khi mà listing quanh mức 168 triệu đô với mức FDV là 700 triệu đô. Thì cung lưu thông của Binance trước khi listing là 24%, chủ yếu đến từ các đợt pre-sale token với hơn 20% và số còn lại thì đến từ lượng airdrop. Và khi listing cho Binance thì tổng cung sẽ được tăng thêm gần 800.000 Binance, tương đương với khoảng 52 triệu đô và số token này sẽ được airdrop cho người nắm giữ token BNB, tức là tổng cung khi mà vừa listing thị trường là vào khoảng 3,2 triệu token Banana, chiếm khoảng tầm 32% tổng cung và phần lớn nắm giữ sẽ đến từ user là đợi resale chiếm tới 20%. Tiếp đó là airdrop từ BNB user là 8%, phần còn lại là dành cho airdrop và liquidity. Thì đóng token 20% mình nghĩ phần lớn có thể là đội ngũ đã gom lại và đẩy giá lên cao như này vì mình không nghĩ rằng là đa số các user có thể hold đồng token và biết đến việc là sẽ listing Binance ngoại trừ chính dự án. Thì khi mà kết hợp với chạy Paragon, chúng ta có thể thấy là chưa hề có một cú chỉnh mặt, chứng tỏ là khả năng cao là đội ngũ đã gom hàng lên rất là nhiều như vậy để mà có thể đẩy lên cao. Thì kết hợp với 8% token mà airdrop cho BNB user thì việc lên Binance, cái việc retail sẽ kiếm khá nhiều trong lượng cung lưu thông, nên là việc khi mà vừa lên Binance sẽ có nhịp xả không phải là một điều quá ngạc nhiên. Tuy nhiên khi lên sàn xả liền hay là sẽ có một nhịp đẩy thì còn phải xem xét đến các yếu tố như volume khi mà lên sàn. Tuy nhiên việc mua hold token ở giá này theo mình không phải là một lựa chọn khôn ngoan, thay vào đó có thể trade lướt. Mất market cap quanh 150 triệu đô dành cho một dự án làm về bot trading không có backer và xuất phát từ Dex thì theo mình là hơi thiếu thông tin để đánh giá. Tuy nhiên Unibot vào thời kỳ khôn ngoan nhất thì có mất market cap cũng rơi vào tầm 250 triệu đô. Thế nên mình nghĩ việc mua token Banana khi mà listing chưa phải là một lựa chọn hợp lý lắm, mà mọi người có thể đợi đóng airdrop cho BNB holder xả hết cũng như là đợi Dex xả bớt hàng thì mới xem xét có thể mua vào. Như hiện tại mọi người có thể thấy giá của Banana đã giảm 30% so với đỉnh khi mà listing Binance và lượng volume cũng gần gấp 10 lần so với trước Yanil, cho thấy đây có thể đang là một nguồn phân phối hàng của đội dev cũng như là đội airdrop token. Tiềm năng để tăng trưởng trong tương lai của Paragon là vẫn còn khi mà yếu tố quan trọng nhất đó chính là dòng tiền đổ vào sử dụng sản phẩm vẫn tăng cao, lượng new user của dự án vẫn giữ ở mức ổn định hàng tháng dẫn đến tổng lượng user sử dụng ví ngày càng tăng trưởng đều đặn. Điều quan trọng hơn nữa chính là
là các game của hệ sinh thái như là Ethereum, Solana vẫn giữ được độ khó nhất định khi mà TVL của hệ Solana vẫn đang trong đà tích lũy và có khả năng tăng tiếp, liên tục là có những cú nguyên tiền tỷ đô trên hệ sinh thái này. Đồng thời với đó là các đồng memecoin tỷ đô cũng được sinh ra. Cộng với đó là hiện tại Vanagon đang có kế hoạch cũng như là mở rộng thêm sang các hệ sinh thái khác như là Base hay là Flash. Trên đây là giới thiệu tổng quan về dự án Vanagon và phân tích về tiềm năng tương lai của dự án. Đây không phải là một lời khuyên đầu tư và hy vọng mọi người có thể tự đưa ra được chiến lược phù hợp cho bản thân mình nhé. Đừng quên follow HC Capital để không bỏ lỡ những dự án tiềm năng tương lai nhé.